Kính thưa quý khán thính giả thân mến, đây là một cái tin tức có liên quan đến hai Việt kiều Úc đã chính thức bị bắt tại Việt Nam vì là có liên quan đến một cái vụ xô xát được cho là hành hung cảnh sát tại Việt Nam. Và cụ thể ở đây là cảnh sát tại quận nhất của Sài Gòn, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, theo đó thì cái bản tin chi tiết của vụ này được cho hay, vào ngày 14 tháng 11 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên phạt hai Việt kiều Úc. Người thứ nhất có tên là Trương Terry, người thứ hai có tên là Steven Quang Minh Nguyễn, cùng cái mức án 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Và tại tòa thì các bị cáo đều thừa nhận các hành vi phạm tội của mình và cũng đã gửi lời xin lỗi đến cán bộ công an có liên quan đến cái vụ việc này. Và qua các nội dung vụ án đã thể hiện, vào ngày 5 tháng 11, chủ cơ sở massage có tên là Manny Lucky, có địa chỉ tại đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận Nhất, đã gọi điện thông báo đến công an phường Bến Thành về vụ việc là nhân viên của cơ sở massage này đã bị một số người lạ mặt đánh thương tích. Và ngay sau đó thì ban chỉ huy công an phường Bến Thành đã phân công anh Nguyễn Văn Lộc là cảnh sát của khu vực và một bảo vệ dân phố xuống để mà giải quyết cái vụ việc tại hiện trường. Và khi mà đến hiện trường thì anh Lộc đã được một người nhân viên của cơ sở massage này trình bày là trong cái quá trình massage thì có một khách nữ nghi ngờ nhân viên của cơ sở này đang cố ý đụng chạm vào ngực của mình. Cho đến ngày 5 tây tháng 11 năm 2023, vị khách này đã cùng anh Trương Terry và anh Steven Quang Minh Nguyễn và một số người khác đã đến cơ sở massage Manny Lucky để giải quyết. Tại đây thì Trương Terry và Steven Quang Minh Nguyễn đã đánh nhân viên của cơ sở gây thương tích. Và để đảm bảo an ninh trật tự, anh Lộc yêu cầu những người có liên quan về trụ sở công an phường để mà làm việc. Lúc này thì Steven Quang Minh Nguyễn đã đi từ phía sau tới và dùng tay phải đập mạnh vào lưng đã làm anh Lộc ngã xuống đất. Người này tiếp tục lao vào và định đánh nhưng mà anh Lộc đã chụp được tay. Còn Trương Terry lúc này thì cũng lao vào để mà giằng co với anh Lộc. Trong lúc giằng co, Trương Terry đã kéo cảnh phục công an nhân dân của anh Lộc làm đứt nút áo và rơi cái bảng tên. Công an phường Bến Thành ngay sau đó đã cử lực lượng xuống để mà hỗ trợ và đưa toàn bộ người liên quan đi về trụ sở để mà giải quyết. Và thưa quý vị, thì ở trên màn hình đây là hình ảnh của hai bị cáo. Người thứ nhất thì có tên là Trương Terry, người thứ hai thì có tên là Steven Quang Minh Nguyễn. Hai người này đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt là 6 tháng tù về tội là chống người thi hành công vụ, thưa quý vị. Và phải nói thì đây thực sự là một cái bài học mà cho những người luôn xem thường pháp luật, dù là ở quốc gia nào không biết, nhưng mà Thái Võ luôn nói theo một cái cách công tâm, phạm pháp thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có được cái kết cục tốt, quý vị, dù cho là người đó là người nước ngoài đi chăng nữa. Khi mà trở về Việt Nam, khi mà đến Việt Nam, đáng lý ra là mình phải tuân thủ cái luật pháp hơn những người ở Việt Nam mới đúng. Để làm chi ạ? Để thể hiện một cái sự văn minh của một người mà đã sống ở nước ngoài. Vậy thì mới đúng. Mà đằng này, quý vị thấy là đến Việt Nam, nhập gia thì đáng lẽ là phải nhập gia, phải tùy tục phải không? Nhưng mà đằng này, đánh người mà có tổ chức như thế này đó, thể hiện cái hành vi côn đồ của mình như thế này, thì dù cho người đó là ai đi chăng nữa thì mình cũng không chấp nhận được, quý vị. Chẳng hạn như bây giờ cái tình huống của cái cô gái đi massage này nó rất là đơn giản, quý vị. Nếu mà nghi ngờ mà bị sàm sỡ hay gì đó ha, thì cũng có thể là trích lục cái camera, rồi sau đó thì thông báo đến có thể cô gái này cũng có thể thông báo đến chính quyền của địa phương, hoặc là cũng có thể phản ánh đến những công an của quận nhất chẳng hạn, phản ánh về cái cơ sở massage đó là như vậy đó. Thì từ đó thì công an người ta sẽ có cái hướng để mà giải quyết thôi. Hoặc là cũng có thể là phản ánh trực tiếp với làm việc với chủ cơ sở massage đó, thay vì là chọn cái phương án kéo cả bầy cả lũ lại đánh người ta như thế này và đánh luôn công an, thì cái điều đó là không đúng, quý vị, không đúng với cái tư cách là một công dân nước ngoài. Thì đó là bản tin thứ nhất ngày hôm nay mà Thái Võ muốn chia sẻ. Còn đối với bản tin thứ hai thì lại khác, quý vị. Bản tin thứ hai này thì đã được báo chí người ta cho hay rằng mới đây thì công an cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã cho biết đơn vị này đã vừa tiếp nhận hồ sơ điều tra xác minh vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã An Đồng khiến cho 3 người bị thương, trong đó
đặc biệt là có một nữ Việt kiều Canada quý vị. Và trên màn hình thì đây là hình ảnh của bà Lê Thị Sơn. Bà Lê Thị Sơn hiện nay đang được điều trị tại bệnh viện vì được cho là trước đó thì bà đã vào can ngăn cái chuyện người ta đánh nhau, nhưng mà không ai, bà đã bị đánh liên tiếp vào đầu và khiến cho bà đã gục ngã tại chỗ. Và được biết bà Lê Thị Sơn này là Việt kiều Canada quý vị. Và thưa quý vị, thì theo thông tin xác minh ban đầu được biết, vào buổi tối ngày 2 tây tháng 11, bà Lê Thị Bích Thủy sinh năm 1961 đang ở nhà cùng với người con trai tên là Nguyễn Thành Trung. Anh Nguyễn Thành Trung thì sinh năm 1985 và cũng đang ở nhà với người con gái. Có nghĩa là bà Thủy này đang ở nhà với hai người con, một người tên Trung và một người tên là Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh năm 1998. Và khi mà cả gia đình của bà Thủy đang ở nhà thì bất ngờ là có hai người, bao gồm một nam và một nữ cùng với một đối tượng nam giới khác, có nghĩa là ba người, đã đi tới và chửi bới và còn dọa giết. Dẫn đến là những người này bắt đầu lời qua tiếng lại với nhau. Khi mà cái mâu thuẫn chưa được giải quyết, các đối tượng đã lao vào hành hung bà Thủy và anh Trung. Lúc này khi mà đã phát hiện được sự việc, Bà Lê Thị Sơn sinh năm 1965, bà Lê Thị Sơn là một Việt kiều Canada và cũng là em gái của bà Thủy. Bà Sơn đã vào can ngăn thì bị đối tượng dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, khiến cho nữ Việt kiều này bất tỉnh. Đến khi mà nhiều người dân ở xã An Đồng phát hiện và chạy tới can ngăn thì các đối tượng mới chịu dừng lại và đã rời đi. Còn ba nạn nhân bị hành hung thì ngay sau đó cũng đã được đưa vào bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp cơ sở 2 để mà cấp cứu. Và theo thông tin từ bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp cơ sở 2, các nạn nhân trên đã nhập viện trong tình trạng mất ý thức, đa chấn thương. Trong đó có một trường hợp nạn nhân bị thương tích nặng ở vùng đầu, ngực và cái bụng phải, chỉ định là sẽ điều trị hồi sức tích cực. Và theo công an huyện An Dương cho biết, qua xác minh ban đầu, nguyên nhân của cái vụ gây thương tích xuất phát từ việc mâu thuẫn có liên quan đến tranh chấp đất đai. Và vụ việc hiện nay thì đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, điều tra và làm rõ, thưa quý vị. Và đó là cái bản tin thứ hai trong ngày mà Thám Võ muốn chia sẻ cho cô bác anh chị mình được biết. Như vậy thì có thể thấy thì đây lại là tiếp tục một cái vụ hành hung, một cái vụ đánh nhau. Ở đây thì cũng có liên quan đến Việt kiều đi về nước chơi. Rồi ở trong gia đình đó cũng có mâu thuẫn gì đó với những người ngoài. Bắt đầu lúc này thấy những người thân trong gia đình của mình đánh nhau, cãi vã, qua lại lời qua tiếng lại đánh nhau, rồi cũng vào can ngăn, và hậu quả là đã bị liên lụy, bị đánh nhập viện quý vị. Và từ trước tới nay đó, đa số là chúng ta cũng thường hay nghe nhiều cái câu chuyện trước đó, cũng từng chứng kiến cảnh người ta đánh nhau. Nhiều khi thấy cũng là người dân nước lạ đó, không quen biết gì hết, thấy vậy thì cũng vào can. Nhưng mà đôi khi là cũng bị đánh luôn quý vị. Cái này có nhiều lắm. Nhưng mà ngày hôm nay đó, đặc biệt là có liên quan đến cái cô này là Việt kiều ở Canada về và bị như vậy đó. Nên là Thái Võ cũng muốn chia sẻ để cho nhiều người về sau chúng ta biết, mình cũng sẽ chú ý hơn, tránh những cái chuyện phiền phức nó không có mong muốn ảnh hưởng đến mình quý vị. Chỉ có vậy thôi. Và ngày hôm nay, nếu quý vị nhận thấy video chia sẻ này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe, quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những thông tin trong những ngày kế tiếp. Và cuối cùng, Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết thông tin này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp. Đây là channel YouTube Thái Võ Canada. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn.